Hello mọi người, chào mừng đến với nhà cú, mình là Bảy Bình Bông. Cách đây có ít phút thôi thì MiHoYo đã công bố một cái sự kiện web để các bạn có thể nhận được miễn phí 40 ngân thạch chào mừng cái sự kiện ra mắt của Lilo sắp tới. Cái sự kiện này thì nó có tên là Vũ Điệu Tri Ân, và Bảy tôi sẽ để cái link ở dưới phần bình luận ghim ở dưới video này dành cho tất cả các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ ấn vào cái phần link đó này, các bạn sẽ đăng nhập cái tài khoản của các bạn vào đây. Sau khi mà đăng nhập xong thì các bạn sẽ đến cái phần là nhấn để bắt đầu này. Các bạn lưu ý nhé, tài khoản của bạn mà dưới level 10 thì các bạn sẽ không thể tham gia sự kiện này được. Sau khi nhấn để bắt đầu, rồi chúng ta sẽ đến một cái đoạn nói chuyện như thế này, các bạn có thể tua qua. Chúng ta sẽ ấn vào cái bảng thông báo này. Trong cái bảng thông báo này thì chúng ta sẽ thấy tổng cộng là 4 cái bức thư thông báo khác nhau ở đây. Đó, các bạn có thể đọc. Rồi, sau khi đọc xong thì Lilo sẽ xuất hiện. Các bạn sẽ nói chuyện với cả Lilo một lúc, rồi Lilo lại đi mất. Cái việc của các bạn đó là các bạn sắp xếp những cái bức thư, 4 cái bức thư thông báo đấy với cả 4 cái loại đặc sản, 4 cái món ăn đặc sản các thứ ấy, ở đây nhá. Đây này, 4 cái loại này các bạn sẽ sắp xếp 4 bức thư như thế này. Đó, các bạn sẽ kéo ấn ở đây, các bạn kéo vào nhá. Rồi, ok, xong một cái này. Cái này là bánh Doran, cái số 2 là bánh Doran các bạn kéo vào. Cái số 3 chính là cái món gỏi cuốn đây này. Các bạn lại kéo lên. Cái số 4 ấy thì là cái cúc cánh quạt, các bạn lại kéo lên tiếp. Cái kéo nó hơi bị ngu một tí, các bạn phải giữ lâu lâu một chút mới kéo được nhá. Rồi ok, sau khi xong thì Lilo lại xuất hiện với chúng ta. Sau khi các bạn nói chuyện với Lilo một chút xíu thôi thì các bạn sẽ nhận được quà. Nhưng mà tôi lưu ý với các bạn là các bạn có thấy con chó ở đây không? Đáng yêu nhỉ. Đây, 40 ngân thạch, các bạn ấn phần nhận thưởng này này. Rồi, xong rồi đó. Vậy là các bạn đã có cái thứ nhất là cái bức ảnh để các bạn có thể làm hình nền của desktop này. Rồi là thứ hai nữa là cái phần thưởng nguyên thạch là 40 nguyên thạch. Rất là ok đúng không? Chúc tất cả các bạn thành công nhé. Và đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như kéo xuống một chút thôi. Ấn thêm một nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.